Và chúng ta thấy nó rất là lùng nhùng, giống như chúng ta thấy những cái tấm da mà nó bị sụp nước đấy, nó lùng nhùng. Em nào mà từ đây anh dạ dày mò, ta gọi là cái gì, lát sách đúng không? Chúng ta sẽ thấy cái lớp này nó lùng nhùng ngay cái dưới của thân mày. Và ở đây cũng vậy, trong cuộc đời chúng ta rất dễ nhầm, với các tổ chức chúng ta đã đi được vào tới lớp dưới tim mạch. Cho nên có những trường người phẫu thuật viên họ khâu, họ chỉ khâu tới được cái lớp dưới tim mạch, họ chưa khâu tới lớp dưới tim mạch, cho nên tạo thành một khoảng trống ở dưới và dễ bị tổn cái dạ dày. Cho nên chúng ta cần phải để ý kỹ cái lớp dưới tim mạch này. Lớp thứ ba chúng ta có là lớp cơ. Dạ dày là một cái tổ chức và cái cơ nó rất là phát triển và nó sẽ gồm có ba cái lớp cơ. Ba lớp cơ chúng ta có lớp cơ dọc, cơ vòng, và ở trong cùng chúng ta gọi là lớp cơ chéo. Cơ dọc, cơ vòng và cơ chéo. Lớp thứ tư được gọi là lớp dưới niêm mạc, và lớp thứ năm, lớp trong cùng chính là lớp niêm mạc. Thì lớp niêm mạc này là nơi nó chứa nhiều chất tuyến để tiết ra dịch dày, tiết ra men tiêu hóa, tiết ra axit của dạ dày, vân vân, trong cái lớp niêm mạc này. Chúng ta nhìn lại cái cơ dạ dày, theo đen đây sẽ là được gọi là cơ gì? Cơ dọc, đúng không? Thì nó đi theo chiều dọc. Như vậy cơ dọc sẽ giúp chúng ta dạ dày có bó chịu theo chiều trên dưới, đúng không? Cơ thứ hai chúng ta có là cơ vòng. Cơ vòng như vậy sẽ giúp chúng ta dạ dày có bó theo chiều chiều ngang. Và cơ thứ ba muốn nhìn được, chúng ta sẽ tách cái lớp cơ vòng ra, chúng ta nhìn xuống dưới sẽ lớp cơ chiều. Như vậy cơ chéo sẽ giúp dạ dày chúng ta co bóp theo chiều hợp lực, đúng không? Hợp lực của cả chiều trên dưới và cả chiều ngang, chiều trên dưới và chiều ngang. Như vậy rõ ràng dạ dày chúng ta có khả năng co bóp sức mạnh để giúp chúng ta nhào trụ. Lớp thứ năm mà là chúng ta nói lớp niêm mạc, thì lớp niêm mạc chúng ta cũng lưu ý một chút. Trong lớp niêm mạc này sẽ có rất nhiều những cái đích danh được xếp theo cả chiều dọc, tiếp theo là chiều ngang. Mục đích chính là để chúng ta có hiện tượng co giãn được cái dạ dày, chúng ta làm tắt được thể lực của dạ dày. Và đặc biệt chúng ta lưu ý có một cái chi tiết giải phẫu, đó là lớp niêm mạc xếp theo chiều dọc ở bờ thông nhỏ. Ở đây sẽ chứa rất nhiều những tuyến tiêu hóa và người ta gọi đó là ống tiền. Như vậy lớp niêm mạc xếp theo chiều dọc ở bờ thông nhỏ được gọi là các ống tiền. Vì chúng ta đã khảo sát được xong đó là các thành phần vô thẩm trước bề mặt ngoài của dạ dày. Đây hiện tại chúng ta có cái bị hẹp thì lại cơ thắt môn bị bẩm sinh thì là nó đã bị lô thể đặt thành đây dạ dày dạng to khi chúng ta chụp phim X quang rất to và nó bị xa xuống dưới cả chúng ta gọi là dạ dày chậm thành to rất to. Đây là viêm lết của cái lớp niêm mạc dạ dày. Đây là một cái con vi khuẩn và gây ra lết dạ dày. Trước đây người ta nói lết dạ dày được tới do axit, nhưng hiện nay ta thấy rằng lết dạ dày còn do những cái con vi khuẩn nằm trong dạ dày. Đó là con gì chúng ta hay nói, con HP, HP được gọi là con Helicobacter pylori. Thì con HP này nó sống không phải trong lớp niêm mạc mà nằm ở lớp dưới niêm mạc, lớp dưới niêm mạc. Và vì vậy chúng ta thấy rằng nó không chịu sự tác động nhiều của axit dạ dày. Chứ còn cái axit thì hầu như không có việc cũng là phát triển được. Cho nên chúng ta sống ở lớp dưới niêm mạc. Chúng ta biết cái ai thì đã có HP không? Sau này họ chúng ta về xem thử nhé. Quyết định tại sao có HP không? Đây là do một ông bác sĩ Huy đã có tìm ra ở trong dạ dày của bò. Đây là chúng ta đã có bị viêm lết dạ dày. Đây là cái lỗ gì? Phủ dạ dày. Đây là phụ thuộc, nếu chúng ta trong những trường chúng ta bị cắt những phần dạ dày, ví dụ chúng ta bị ung thư, chúng ta cắt một phần ba dưới dạ dày, cắt bỏ đi, chúng ta phải đưa cái ruột lên để mới vào để chúng ta tiếp tục di chuyển. Đây cũng vậy, nó sẽ có hiện tại chúng ta cắt theo chiều dọc, cắt theo chiều ngang dạ dày, chúng ta nối với ruột, tất cả có thể đi xuống dưới được. Dạ dày chúng ta có thể cắt 1/3, 2/3, 1/2, 3/4, 4/5, vì sao mà chiều được khúc như thế?
Thì chúng ta học cái việc nối nha, cái việc nối. Rồi, chúng ta tiếp tục đến một cái phần quan trọng đối với dạ dày, đó là mạch máu của dạ dày. Thì mạch máu dạ dày đó chúng ta sẽ liên quan chủ yếu đây, đó là cái động mạch của dạ dày. Động mạch của dạ dày. Thì động mạch của dạ dày thường nằm ở hai cái bờ cong nhỏ và bờ cong lớn. Bờ cong nhỏ, bờ cong lớn. Động mạch có hai bờ cong, bờ cong nhỏ, bờ lớn. Thì chúng ta nhìn thứ nhất, động mạch ở bờ cong nhỏ của dạ dày. Động mạch của bờ cong nhỏ dạ dày thường sẽ nằm trong cái tổ chức mạch nối từ bờ cong nhỏ đến gan. Chúng ta được gọi đó là mạch nối nhỏ, mạch nối nhỏ. Như vậy, động mạch của bờ cong nhỏ nằm ở trong mạch nối nhỏ, nối từ dạ dày đến gan. Mạch nối nhỏ. Và động mạch của bờ cong nhỏ như vậy gồm có hai động mạch. Một, động mạch vị trái. Hai, động mạch vị phải. Một là động mạch vị trái và hai là động mạch vị phải. Động mạch vị trái là nhánh của động mạch thân tại. Là nhánh của động mạch thân tại. Là nhánh của động mạch thân tại. Động mạch thân tại là động mạch rất ngắn thôi. Nó chỉ dài khoảng từ 1,5 cho tới 2 cm thôi. Rất ngắn. Thân tại. Và cái vị trí xuất phát của nó thường là gan của bạn đốt sống thắt lưng cổ. Đốt sống thắt lưng cổ. Từ động mạch thân tại, nó sẽ cho chúng ta được 3 nhánh chính. Một là động mạch vị trái chúng ta vừa nói. Nhánh thứ hai đó là động mạch gan chung. Và nhánh thứ ba đó là động mạch lắc. Lắc. Như vậy chúng ta nhớ thân tại sẽ cho chúng ta 3 nhánh chính. Vị trái, lắc và gan chung. Trong đó, động mạch vị trái sẽ đi theo bờ cong nhỏ của dạ dày theo hướng từ trên xuống dưới. Mạch vị trái đi theo hướng bờ cong nhỏ từ trên xuống dưới và nó tách chúng ta làm hai nhánh chính, được gọi là nhánh trước và nhánh sau, để đi vào mặt trước và mặt sau của dạ dày. Hai nhánh trước và nhánh sau. Ngoài ra, từ động mạch vị trái này còn cho một nhánh đi ngược lại lên phía trên của thực quản, chúng ta gọi là nhánh thực quản của động mạch vị trái. Nhánh thực quản của động mạch vị trái. Động mạch vị phải, động mạch vị phải, nó sẽ đi theo bờ cong nhỏ từ dưới lên trên, đi theo bờ cong nhỏ từ dưới lên trên. Và xuất phát của động mạch vị trái này xuất phát từ đâu? Chúng ta nhìn xuất phát từ đâu rồi? Động mạch gan gì ạ? À, chúng ta nhìn một chút nha, đây là gan chung. Có phải trên đường đi gan chung sẽ tách ra chúng ta một nhánh động mạch không ạ? Động mạch này người ta gọi là động mạch vị tá tràng. Động mạch vị tá tràng. Thì từ động mạch gan chung, sau khi tách được động mạch vị tá tràng thì phần còn lại sẽ được gọi là động mạch gan riêng. Gan riêng. Cho nên động mạch vị phải được xuất phát từ động mạch gan, gan riêng. Động mạch vị phải được xuất phát từ động mạch gan riêng. Nếu ai hỏi gan riêng, chúng ta nhớ đó là động mạch gan. Gan chung sau khi đã tách được nhánh gì ạ? Vị tá tràng. Sau khi đã tách được nhánh động mạch vị tá tràng. Rồi, chúng ta sang động mạch thứ hai của bờ cong lớn. Đây là mặt bờ cong lớn. Chúng ta lật lên các bạn. Thì động mạch bờ cong lớn tương tự chúng ta cùng gồm có hai động mạch. Động mạch vị mạc nối trái và động mạch vị mạc nối phải. Vị mạc nối trái và vị mạc nối phải. Động mạch vị mạc nối trái được xuất phát từ động mạch lắc. Động mạch vị mạc nối trái được xuất phát từ động mạch lắc và đi theo bờ cong lớn từ trên xuống dưới. Đúng không? Đi theo bờ cong lớn từ trên xuống dưới. Động mạch thứ hai, động mạch vị mạc nối phải. Đây là nhánh của động mạch. Động mạch gì đây? Vị tá tràng. Đó là nhánh của động mạch vị tá tràng. Và đi theo hướng từ dưới lên trên. Đi theo hướng từ dưới lên trên. Và như vậy chúng ta để ý là động mạch vị mạc nối phải và vị mạc nối trái được nằm ở trong cái tổ chức gọi là mạc nối lớn. Nằm trong tổ chức chúng ta gọi là mạc nối lớn đây. Mạc nối lớn. Bám từ bờ cong lớn của dạ dày đi xuống. Bờ cong lớn dạ dày đi xuống.
Thì chúng ta ở đây có hai một cái ví dụ chúng ta để dùng chút xíu về cái mạng lưới này. Nếu chúng ta để ý cái mạng lưới nhỏ khi nó nối từ dạ dày cho đến gan thì nó chỉ có hai lá. Cho nên chúng ta có được khoảng cái gì bên trong này. Nếu mà giữa hai cái lá này nối từ bờ cong nhỏ cho đến gan. Nhưng cái mạng lưới lớn nối từ bờ cong lớn đi xuống thì đặc biệt nó lại gấp xuống như thế này. Và như thế mạng lưới có mấy lớn? Một lớn. Từ trước đi xuống, sau đó quặp ngược lại lên trên. Và như vậy rõ ràng là động mạch bị mạng lưới phải và bị mạng lưới trái được nằm trong mạng lưới lớn thật nhưng nó không nối với nhau, được nằm trong các lớn khác nhau của mạng lưới lớn. Nên chúng ta để ý trước nha. Cho nên cái phần này chúng ta sẽ được học trong lúc này. Cho nên cái mạng lưới lớn này chúng ta để ý nó gồm có tới 4 lá rồi, trong khi mạng lưới nhỏ chỉ có 2 lá thôi. Chúng ta như là đưa lên cái chúng ta đưa mặt lưới nhỏ này. Chúng ta đã tìm được nguồn gốc của cái động mạch chiên. Là về chúng ta chỉ có vẽ cái hình ra là nhớ nhanh đúng không ạ? Còn lấy ví dụ đây là động mạch chủ, đây là động mạch gì ạ? Thân phải chỉ ba là mấy nhân? Ba nhân. Một động mạch gì ạ? Bị trái. Hai động mạch gì ạ? Lắc. Động mạch gì ạ? Gan chủ. Gan chủ tách ra được mạch gì ạ? Tìm tá tràng. Phần còn lại là gan gì ạ? Gan gì xuất phát từ đâu? Từ gan chương sau khi tắt tìm tá tràng. Động mạch vì phải thì xuất phát từ động mạch gan. Gan gì? Vì phải. Từ động mạch lắp cho chúng ta nhấn được mạch vì mạch lưới trái. Từ động mạch bị tá tràng cho nhấn được mạch vì mạch lưới phải. Như vậy còn cái vùng đáy vị thì chúng ta chưa có được con đường. Đáy vị được cung cấp máu từ các nhánh vị ngắn và các nhánh đáy vị xuất phát từ động mạch lắc. Vùng đáy vị sẽ được cung cấp máu từ các nhánh đáy vị và động mạch vị ngắn xuất phát từ động mạch lắc. Chúng ta thấy cái mốc động mạch lắc này khi nó chia chúng ta các nhánh động mạch vị mạch lối trái và động mạch vị ngắn. Đây chính là cái mốc để người ta sau này có thể cắt được 2/3 của dạ dày. 2/3 dạ dày. Rồi, chúng ta nhớ được mạch máu chưa ạ? Phần thứ hai là phần thần kinh của dạ dày, dạ dày. Thì thần kinh dạ dày chúng ta sẽ được cung cấp từ đám rối thần kinh tự chủ gồm có chúng ta gọi là thần kinh giao cảm và thần kinh có giao cảm. Thì chủ yếu trong dạ dày thì nó được chi phối rất nhiều bởi thần kinh có giao cảm. Và đây chúng ta sẽ có hai cái nhánh chính, đó chính là thần kinh người phải và thần kinh người trái. Thần kinh người xuất phát từ đâu ạ? Thì xuất phát từ trong thận não đúng không? Từ nhân gì trong thận não? Nhân lang thang và nhân gì nữa? Nhân hoài nghi đúng không? Phần ba nào? Trên giữa phía dưới. Phần ba giữa nhân hoài nghi đúng không? Mới học rồi này đúng không? Sau đó thì cái người sẽ đi ra và chúng ta thấy nó sẽ đi xuống vùng đâu? Vùng cổ, xuống vùng cổ, đi xuống vùng ngực và đi xuống vùng bụng luôn. Và như vậy trên đường đi thì cái người chúng ta sẽ có rất nhiều đoạn liên quan, đúng không? Đoạn liên quan. Liên quan ở vùng cổ chúng ta tập trong cái bao cảm, chúng ta cũng được tạo thành cái đám rối tim, đám rối phế quản thì mà chúng ta nói đi xuống vùng bụng để tạo thành đám rối dài dài. Và cái đám rối này rất lớn, người ta còn gọi đây là đám rối dương. Chúng ta đánh nhau, chúng ta ấn vào sự tiện sẽ đưa đến bị tác động rất lớn của đám rối dương này, có thể đã được tới phần thần kinh người và làm cho mình bị ngưng thở luôn. Đám rối dương đám rối dài rồi. Bây giờ chúng ta được trở lại thần kinh người trái và thần kinh người phải. Khi đi từ trên vùng đầu mặt cổ đi xuống vùng ngực thì nó nằm ở trong vùng trung thất và nằm hai bên của thực quản, nằm hai bên của thực quản. Nhưng sau khi chui qua cơ mặt thì thần kinh người trái sẽ đi ra phía trước của dạ dày, thần kinh người phải sẽ đi ra phía sau của dạ dày. Chúng ta nhớ như vậy, thần kinh người trái
khi đến dạ dày sẽ đi đến mặt trước của dạ dày. Người trái sẽ đi ra mặt trước dạ dày. Mặt trước của dạ dày. Và chúng ta sẽ để ý là chúng ta chỉ cần nhớ thôi. Nhớ là nó có rất nhiều những cái nhánh để chúng ta đi đến vào cái dạ dày. Nhưng chúng ta nhớ có một cái nhánh quan trọng nhất, chúng ta gọi là nhánh chính. Cái nhánh này sẽ đi đến các tổ chức của vùng đáy vị và thân vị. Đáy vị và thân vị. Mà người ta gọi đó là các nhánh chân tổng, hay còn gọi là các nhánh la tạng rệt. Tại sao gọi là nhánh chân tổng? Vì khi đi đến các thành của dạ dày thì nó tách được nhánh nhỏ hoặc ba nhánh này, những cái chân tổng tổng. Cho nên chúng ta gọi là nhánh chân tổng, hay gọi là nhánh la tạng rệt. Tương tự, ở người phải cũng vậy. Thần kinh người phải cũng tạo thành chúng ta một cái nhánh quan trọng, đó là nhánh la tạng rệt, nhánh chân tổng để đi vào trong dạ dày. Và chính những cái nhánh này sẽ tác động lên dạ dày, kích thích tiết ra axit, tiết ra axit. Và mục đích của các nhánh này sẽ làm tăng tiết axit của dạ dày, tăng tiết axit của dạ dày. Cho nên trong bệnh lý viêm loét dạ dày mà chúng ta được chẩn đoán là do tăng tiết axit thì chúng ta sẽ có cái phụ thuộc cắt dây 10. Cắt dây 10 thì trước đây người ta cắt dây 10, người ta thường cắt ở phía trên này, cắt những cái đoạn trên cho nó dễ, ta cắt rất là dễ. Và nếu cắt dây 10 ở đoạn trên thì nó ngoài thường cái dạ dày thì còn được cái các cơ quan khác, đúng không? Cho nên sau này với sự phát triển của khoa học, người ta không cắt dây 10 ở trên mà người ta sẽ cắt vào những cái nhánh bên trong sâu, chính là những cái nhánh chân tổng này. Và người ta gọi đó là phụ thuộc dây 10 siêu chậm lọc. Siêu chậm lọc, chúng ta cắt vào những nhánh la tạng rên, nó chỉ tác động lên dạ dày thôi. Vậy chúng ta đã xong từ đó là thần kinh, phần bạch huyết. Bạch huyết của dạ dày, chúng ta chỉ nhớ bạch huyết dạ dày nó có 3 cái nhóm, 1, 2 và 3, có 3 nhóm chính. Có 3 nhóm, nhóm 1, nhóm 2 và nhóm 3. Nhóm 1 chúng ta gọi là nhóm của bạch huyết vị trái, thì nó thường đi theo cái động mạch vị trái. Đúng không ạ? Vị trái. Nhóm thứ 2 chúng ta gọi là bạch huyết vị mạc đối phải, thì nó nằm theo vùng ở vị mạc đối phải. Và nhóm thứ ba đó là nhóm của lách, bạch huyết lách, bạch huyết của lách. Và nó có ba cái nhóm chính như vậy: vị trái, vị mạc đối phải và lách. Và chúng ta nếu chúng ta để ý ba cái bạch huyết này, nó chủ yếu liên quan tới dạ dày, tá tràng, xin lỗi, lách, tuyến tụy, nhưng nó có liên quan tới tá tràng không? Cho nên chúng ta sẽ để ý là sau này chúng ta sẽ có cái bệnh lý ung thư. Ung thư dạ dày không bao giờ di căn đến tá tràng vì không có sự lưu thông về thông tạng nối từ dạ dày đến tá tràng. Như vậy chúng ta đã xong bài dạ dày. Chúng ta sẽ tới phần tá tràng.